Trong các tuyên bố vận động tranh cử mới nhất, ứng cử viên đồng thời là Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron tập trung điều chỉnh các nội dung về các vấn đề xã hội vốn được các cử tri cánh tả ưu tiên hàng đầu. Những thay đổi lớn mà người đứng đầu nước Pháp dự kiến thực hiện là xây dựng cơ chế tự động chi trả các khoản trợ cấp xã hội về nhà ở, gia đình hay cho những người không có việc làm, đồng thời sẽ thiết lập mức lương hưu linh hoạt dựa trên sự biến động của lạm phát. Ông Macron cũng nhấn mạnh sự nhượng bộ trong nội dung đang gây tranh cãi hiện nay là cải cách chế độ hưu trí, nhất là xác định độ tuổi về hưu thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron cho biết sẵn sàng liên kết với các lực lượng trong nền chính trị Pháp để xây dựng một kế hoạch mạnh mẽ. Tôi mong muốn kế hoạch tranh cử của mình ngày càng có giá trị. Tôi sẽ xem xét những nội dung trong kế hoạch của các ứng cử viên đã quyết định ủng hộ tôi, mà tôi cho là phù hợp và sẽ làm cho chúng có tính thuyết phục hơn. Về phần mình, ứng cử viên cực hữu bà Marie Le Pen cũng tập trung vào những chủ đề truyền thống của cánh tả như cải cách dịch vụ công, bảo vệ đội ngũ giáo viên, nhất là tăng cường sức mua. Bà Le Pen cho biết nếu trúng cử sẽ bỏ thuế giá trị gia tăng đối với 100 mặt hàng thực phẩm cơ bản, đồng thời ủng hộ ý tưởng của ứng cử viên cực tả Jean-Luc Mélenchon về thiết lập mức giá đối với các hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu, đồng thời mở rộng quyền dân chủ và thực thi quyền lực thông qua các cuộc trưng cầu dân ý. Theo kết quả một cuộc thăm dò trong số cử tri từng bầu cho ông Jean-Luc Mélenchon tại vòng 1 được thực hiện ngày hôm qua, 39% người được hỏi cho biết sẽ bầu cho ông Macron tại vòng 2, 20% bỏ phiếu cho bà Le Pen và 41% còn lại sẽ bỏ phiếu trắng hoặc không đi bầu. Một tỷ lệ tương tự được lặp lại trong cuộc thăm dò đối với cử tri ủng hộ ứng cử viên đảng sinh thái Yannick Jadot. Các nhà phân tích nhận định, ông Emmanuel Macron và bà Marie Le Pen đang thực hiện hai chương trình tranh cử hoàn toàn đối lập nhau với ưu thế tạm nghiêng nhẹ về phía ông Macron. Tuy nhiên, cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa hai ứng cử viên này vào ngày 20 tháng 4 tới sẽ có tính chất quyết định đến sự lựa chọn của cử tri pháp